Hello mọi người, mình vừa mới đi ra ruộng tắt nước về. Đấy, vừa ra ruộng tắt nước bằng cái máy bơm mình chế. Đây dép còn bẩn nguyên này. Đấy, thì thực sự là ở nhà mình làm nông, ông già hay ra ruộng tắt nước nhìn vất vả quá. Thế là hôm nay mình quyết định chế chiếc máy này. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi chế chiếc bơm tắt ruộng từ motor 775 như thế này nha. Ở đây thì dụng cụ để chế ra một chiếc bơm rất đơn giản. Đầu tiên các bạn cần có một đoạn ống 60. Các bạn nhớ là dùng ống dày nha. Một motor 775. Ở đây thì mình khuyến khích các bạn chọn loại 10.000 vòng trên phút, bởi vì tốc độ cao quá thì khi mà chúng ta bơm dưới nước ấy, nó cản lại sẽ gây ra dòng lớn và cháy motor. Nên là các bạn chọn cái loại tốc độ thấp ấy thì moment lực nó sẽ cao và nó sẽ tránh trường hợp là cháy motor. Đó. Ngoài ra các bạn cần thêm đó là một chiếc chân vịt chế thuyền. Chân vịt chế thuyền này ở các shop RC bán rất nhiều. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cần thêm đó là một chiếc trục. Ở đây thì mình dùng trục 5mm, sau đó mình khoan rộng này ra này, cắm vào nó sẽ rất là chặt. Một khớp nối trục mềm. Ở đây khớp nối trục mềm này hay còn gọi là khớp nối trục chuyển hướng. Khi mà các bạn lệch chuyển như này thì trục vẫn quay, nó tương tự như trục các đăng ạ. Ngoài khớp nối trục mềm thì các bạn có thể dùng trục các đăng như này, nhưng mà mình khuyến khích các bạn dùng khớp nối trục mềm, bởi vì lý do tại sao là trục các đăng nó sẽ có những cái khớp ở đây này. Đấy, và cái khớp này khi mà hoạt động thì nó sinh ra ma sát. Còn đối với khớp nối trục mềm nó cũng giống như kiểu một cái lò xo ấy, nên là khi hoạt động nó không sinh ra ma sát và độ bền sẽ cao hơn. Đấy, ngoài ra thì khớp nối trục mềm này giá thành cũng sẽ rẻ hơn một đai siết. Và tất cả các dụng cụ này các bạn có thể mua ở dưới phần mô tả video, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm trên mạng, rất nhiều cửa hàng bán những cái đồ như thế này. Mình sẽ khoan rộng lỗ của chân vịt thành 5mm. Mình sẽ dùng thêm bật lửa để chiếc ống có thể mềm ra. Bây giờ mình sẽ siết ốc và motor. Ở đây thì mình nhận ra một điều rằng cái vỏ motor này cũng rất là có ích. Khi mà ngoài tác dụng là ngăn chặn từ trường gì đó thì chúng ta còn có thêm một tác dụng là chống lăn. Đấy. Cái tác dụng này rất là khắm nha các bạn. Khi mà đặt đây thì motor được cố định rất là chắc.
Như vậy mình đã chế xong chiếc bơm này rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi test chiếc bơm này nha.